Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món sườn nướng với lặn chả hấp ăn với cơm nha. Ở đây mình có là sườn nha cả nhà nha. Bây giờ mình gia vị mình ướp nha. Đây mình bỏ hết là hành với tỏi xay. Mình bỏ muối nửa teaspoon. Và đây là mình bỏ 2 muỗng đường dung nha. Mình bỏ tiêu. Bỏ chút xíu bột nêm nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình cho nước mắm. Hai muỗng nước mắm nha. Và đây mình có chanh, giờ mình nặn chanh vô nha cả nhà nha. Đây mình có cái bao tay, cả nhà mình bọc lại, mình ướp cái gia vị của mình, trộn cái gia vị lên nha. Rồi bây giờ mình ướp, mình để ở đây là khoảng từ nửa tiếng nha cả nhà. Rồi hãy mình hãy đem đi nướng nha. Rồi bây giờ mình đem cái này mình để, mình cô vào lại, mình để cho tủ lạnh nửa tiếng đồng hồ nha. Ở đây mình có là một bao thịt nha cả nhà nha. Ở đây mình cũng có là nấm nấm mèo với lần bún tàu với lần hành với tỏi nha cả nhà. Giờ mình ướp hết những cái này vô nha. Cái này là mình làm chả nha cả nhà, chả hấp. Nêm vào đây nửa muỗng muối. Chút xíu bột nêm nha. Một muỗng đường. Đây có tiêu. Nửa muỗng nước mắm. Rồi bây giờ mình chỉ có trộn lên nha cả nhà nha. Mình trộn sơ rồi lúc đầu mình đập 5 cái trứng mình bỏ vào đây nha. Đập 5 cái trứng. Rồi, ở đây là mình còn 3 cái trứng. Đây mình lấy chồng trắng, còn cái chồng đỏ một chút nữa mình bỏ vào, mình trên mặt có cả nhà mình hấp cho nó ra cái màu vàng nha. Rồi bây giờ mình trộn nha cả nhà nha. Bây giờ cái này mình đổ vào đây, cái khay mình có, cái khay mình chán hơi dầu rồi đó cả nhà, mình đổ vào đây mình đem hấp nha. Rồi cái này bây giờ mình đem đi hấp. Cái này giờ mình hấp khoảng từ 30 cho đến 40 phút nha cả nhà nha. Rồi còn cái chồng đỏ này một chút nữa nó chín rồi đó, mình mới đánh cái chồng đỏ này mình đổ lên trên mặt nha cả nhà. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Rồi giờ mình bỏ ở đây mình hấp nha cả nhà nha. Hấp từ 30 phút cho đến 40 phút. Rồi một chút nữa nó chín rồi mình quay lại cho cả nhà coi nha.
Bây giờ mình làm cái cà rốt chua ngọt để mình ăn chung với lần thịt nướng của mình nha. Thì ở đây là mình có 1 phần tư giấm nha. Giờ mình bỏ là 1 phần tư giấm. Giờ mình bỏ 2 muỗng đường nha cả nhà nha. Và 1 cốc nước. Giờ mình chỉ trộn lên. Giờ đây là mình có hành tỏi với lòng ớt mình xay sẵn nha cả nhà. Bây giờ là mình nêm nước mắm. Giờ mình bỏ đường trước nha. Cho 2 muỗng đường nha cả nhà. Và 1 muỗng nước mắm. Thì 1 mắm là mình cho 3 nước nha cả nhà. Và rồi mình nặn chanh vào nha. Giờ cái nồi của mình, chả hấp của mình nó chín rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đánh cái chồng đỏ trứng đó, mình bỏ lên trên mặt cho nó có cái màu vàng cho nó đẹp nha. Bây giờ mình check ra rồi mình đậy lại khoảng 2 phút nữa là cái chả trứng của mình nó xong nha. Giờ mình đậy lại nha, mình hấp thêm 2 phút nữa. Bây giờ chả hấp của mình chín rồi, giờ mình lấy cái chả hấp của mình ra nha. Bây giờ mình bỏ thịt vào mình nướng nha cả nhà nha. Đây là cái lò air fry của mình, bây giờ mình nướng thịt nha. Bỏ thịt vô đây mình nướng. Hỏi tắm cho Peter trên gác đó không? Cái nhà bây giờ mình bỏ thịt vào đây nha, cái máy air fry mình nướng nha. Đây là cái món cơm sườn chả với lận trứng ốp la mình đang làm cho cả nhà ăn nè. Thì mời cả nhà ăn cùng gia đình mình nha. Cô chú đi. Hai cô chú. Mời cô chú. Ăn. Cơm. Với con. Với con. mời cả nhà ăn nha. Nào, không có giỡn kiểu thấp không? Eat out to eat it top. Nè, ít đi. Phải ngon luôn thì ngon hết đó con. Cơm xong đi, được chút nữa con ăn đây đó. Wait.
Con ăn xong rồi cho con ăn strawberry với cà. Lấy muỗng múc cơm ăn. Con chưa? Con muốn dần sao dần miễn cho con ăn cơm vô thì ra mà miệng. Thịt ngon không con? Còn chả ăn kia này chưa? Ăn không có giờ kiểu đó. Anh ăn chả nữa không? Không, ăn chả được. Trời ơi, ăn con tầm hai món thích hơn tầm kìa. Có lạnh. Càng hợp quá. Không khí lạnh. Nay tại vì tự nhiên nó xuống chứ hôm qua nó đâu có lạnh đâu, nay xuống lạnh. Ok cả nhà, gia đình mình ăn tới đây thôi nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn video clip lần sau nha. Nhớ ủng hộ đăng ký cho gia đình của mình nha. Bye bye. Bye. Bye tôi chú đi. Bye.